chúng ta sẽ quan tâm đến cái bài chúng ta dùng các cái layer giống như hôm trước để chúng ta ghép cái cô gái này vào phía sau cái khung cửa sổ này. Như vậy thì đối với bài tập này nó cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ kéo ba cái hình này vào, không cho thì chúng ta chọn open, chúng ta chỉ đến cái đường dẫn của nó. Photoshop căn bản layer, rồi như vậy thì đối với lại cái bài tập này các bạn có thể sử dụng cái bài girl 2 này để các bạn làm bài kết quả luôn, hoặc là các bạn chọn cho thầy một cái new file với kích thước bằng cái n. Ba cái file này thực ra là kích thước nó gần bằng nhau đấy. Đó. Rồi. Bây giờ mục đích của chúng ta là copy cái khung cửa sổ này qua. Ctrl A. Hôm trước là gì? Chúng ta phải lấy công cụ tạo vùng chọn. Nhưng ở đây chúng ta lấy hết luôn bức ảnh luôn. Thì Ctrl A. Được chưa nào? Và cái vùng chọn hôm trước chúng ta chỉ có chọn thôi, mà chúng ta chưa nói gì đến vùng chọn hết. Như vậy các bạn chú ý giùm cho thầy là với một cái vùng như thế này là mình chỉ thao tác trên cái vùng này thôi, còn những cái mà phía bên ngoài vùng chọn thì chúng ta không bị ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ cái vùng này chúng ta chọn và chúng ta tô màu vô đây, Ctrl Delete chúng ta tô màu đen, thì chỉ có cái vùng này được tô màu thôi, còn xung quanh không có. Hoặc là chúng ta nhấn Delete, chúng ta nhấn Delete đi, nó sẽ hỏi là Delete làm cái gì. Ví dụ chúng ta tô cái màu foreground là cái màu trên này nè, đó thì nó chỉ có ảnh hưởng đến vùng này thôi. Và bây giờ chúng ta copy Ctrl A Ctrl C, copy dán cái vùng lấy qua đây, và các bạn thấy là mình có layer 1. Bây giờ đối với lại cô gái, Ctrl A Ctrl C luôn, dán qua đây. Và cô gái thì ở phía sau khung cửa hay là phía trước khung cửa? Bây giờ nó đang ở trước nè, nhưng mà nếu đúng thì nó nằm phía sau, tức là dưới hay trên layer 1? À, dưới layer 1. Ok. Nhưng bây giờ bản thân cái layer 1 này nè, nó ở vị trí cái khung cửa này nó có dữ liệu, cho nên nó che cái layer 2. Đúng không? Bây giờ cách đơn giản là các bạn sẽ tạo một cái vùng chọn. Đây là cách thứ nhất. Các bạn dùng cái polygon nhé. Các bạn vẽ cái hình bao quanh cái khung cửa này. Được chưa? Và nhấn Delete, đúng rồi. Delete là delete trên layer này, đúng chưa? À, mình phải chọn layer 1 mới đúng. Nhấn Delete thì cô gái sẽ xuất hiện. Bởi vì lý do gì? Lý do là đối với layer 1 mình đã delete cái khung này rồi, nghĩa là chỗ này trong suốt. Mà trong suốt thì layer phía sau có thể hiển thị lên. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vùng chọn bằng polygon ở vị trí này. Double click chỗ này là nó tự đóng lại và chúng ta nhấn delete tiếp theo. Như vậy thì có vùng chọn này xong, chúng ta muốn bỏ vùng chọn các bạn nhấn Ctrl D. Delete là mình delete là mình xóa cái vùng mình đang chọn. Còn bỏ vùng chọn là Ctrl D là deselect, tức là không chọn nữa, chứ không phải là xóa, mà Ctrl D là bỏ vùng chọn. Bây giờ cô bé này đang nằm ở một vị trí mà chưa có đẹp, thì chúng ta sẽ cho cô bé nhỏ lại tí xíu. Hình ảnh của cái layer 2 đó, nhỏ lại. Chúng ta chọn layer 2 và nhấn phím gì? Ctrl T, đúng rồi. Và chúng ta cho cái ảnh này nhỏ lại. Bây giờ Ctrl T chúng ta không thấy được cái khung của nó, do cái ảnh này lớn quá.
chúng ta zoom cho nó nhỏ lại tí xíu. Đây. Và nhớ là khi các bạn thay đổi kích thước của hình ảnh của người thì phải dùng cho nó tỷ lệ giùm cho thầy. Tỷ lệ. Bởi vì nếu như các bạn không nhấn theo tỷ lệ, tức là không nhấn shift á, thì các bạn kéo đấy, nhìn nó rất là xấu. Một là nó cao lên, hai là nó thấp lại. Như vậy là không được. Nếu như các bạn kéo cây cỏ hoặc là đồ vật á thì nó không quan trọng, nhưng mà đối với người là phải nhấn shift cho thầy. Rồi, lấy chuột kéo lên. Như vậy tùy các bạn muốn đặt ở vị trí nào thì các bạn sẽ di chuyển cái khung hình chữ nhật này nè. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ phù hợp với bức ảnh của chúng ta. Đấy. Ok. Như vậy là chúng ta đã có được cô bé nằm ở phía sau khung cửa. Đó là cách thứ nhất nha. Cách thứ nhất là chúng ta xóa cái layer 1 luôn. Được chưa? Bây giờ cách thứ hai là chúng ta không xóa, mà chúng ta làm gì? Chúng ta bấm vô cái phím mũi tên này nè, History. Chúng ta sẽ quay trở lại các bước trước đó. Được chưa? Rồi chúng ta quay lại đây. Tức là chúng ta đã dán cô bé này vào rồi. Và chúng ta cũng đưa cái layer 2 này xuống dưới layer 1. Nhưng bây giờ chúng ta không có xóa nữa, mà chúng ta sẽ dùng một cái gọi là layer mask. Mask là mặt nạ đó. À, thì chúng ta sẽ chọn vô đây và chúng ta thêm nó vào. Chúng ta thêm vào. Như vậy thì đối với lại ở phía trước là layer, phía sau là mặt nạ. Và chúng ta sẽ chọn cũng dùng công cụ như thế. Chúng ta chọn cái vùng chọn này. Nhưng chúng ta không delete. Không delete. Mà các bạn sẽ chọn tô màu cho cái vùng chọn là mặt nạ bằng cách tô màu đen. Hiện nay tất cả nó là màu trắng đúng không nào? Thì tất cả hình ảnh của layer 1 đều nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ tô màu đen vào. Màu đen ở trên. Các bạn nhấn Internet Delete. Thì mặt nạ tô màu đen. Thì ngay tại vị trí nào của mặt nạ mà có màu đen thì cái hình ảnh ở bên tương ứng nó bị che khuất đi. Được chưa? Che. Bây giờ tương tự như vậy, mình cũng vẽ vùng chọn bên này. Và các bạn cũng chọn mặt nạ, nhưng chú ý là không phải tô ở đây nhé. Nếu như các bạn đang chọn là màu đen ở trên đi, cho nó quen cái phím Internet Delete. Các bạn nhấn Internet Delete, tức là tô màu vẽ, thì nó lại tô vô kính cửa sổ. Lý do là gì? Chúng ta đang chọn là chọn bức ảnh, chứ không phải chọn mặt nạ. Các bạn phải chắc rằng các bạn đang chọn mặt nạ, tức là cái khung này nó đang được chọn ở đây. Và nhấn Internet Delete. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã quay trở lại vào cái vị trí mà chúng ta đã tạo mặt nạ xong. Được chưa? Rồi, ok. Quay trở lại chỗ này thì chúng ta chỉ có việc là cho nhỏ cái layer này lại là xong.